Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh mắc ung thư. Ngày 26 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin ông Ngọc Trên điều kiện giam giữ rất tệ, nhà hoạt động Thúy Hạnh mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, cựu nhà báo, blogger tranh đấu cho tự do dân chủ Huỳnh Ngọc Trên lên tiếng trên mạng xã hội cho hay vợ ông, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh phải chịu điều kiện giam giữ rất tệ hại và mới đây phát hiện ra bị mắc ung thư giai đoạn giữa. VOA cho biết, bà Hạnh, 61 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt hồi đầu tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau nhiều năm, bà đấu tranh cho tự do, dân chủ. Đồng thời, bà là người sáng lập và điều hành quỹ 50K, chuyện giúp đỡ những gia đình các tù nhân lương tâm. Gần 3 năm trôi qua, bà Hạnh vẫn thuộc diện bị tạm giam và chưa thấy chính quyền thông báo khi nào sẽ đưa bà ra xét xử. VOA dẫn lời ông Huỳnh Ngọc Trên cho biết hôm 24 tháng 1 rằng trong một lần khám bệnh hồi đầu tháng này, Bệnh viện Ung Bướu Trung ương đã phát hiện ra bà Nguyễn Thúy Hạnh bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa. Hình ảnh bản tin trên VOA. Ông nhận định rằng điều kiện giam giữ tồi tệ tại trại giam số 2 của Công an Hà Nội nơi bà Hạnh bị tạm giam là một phần lớn nguyên nhân. Về mặt pháp luật, ông Trên lập luận, những người ở trong trại tạm giam mới chỉ là những nghi can, chưa bị tòa án kết tội, nên vẫn có quyền công dân và cao hơn thế là quyền con người. Nhưng trên thực tế, dưới góc nhìn của ông, trại tạm giam đã biến thành nơi trả thù, nơi khủng bố tinh thần và thể xác của các nghi can qua điều kiện giam giữ, sinh hoạt, ăn uống vô cùng tệ hại. Những người bị tạm giam phải uống nước bẩn, ăn thức ăn dơ bẩn mà bên ngoài, đến heo chó cũng không muốn ăn. Ông đưa ra nhận xét cá nhân dựa trên những điều được vợ ông chia sẻ lại. Theo ông Trên, một năm bà Hạnh ở trại tạm giam trùng với cao điểm của đại dịch Covid-19, bà Hạnh hoàn toàn không được gặp người nhà, không được gặp luật sư, chỉ được nhận áo quần, tuyệt đối không được nhận thức ăn mà người nhà gửi vào. Lợi dụng chính sách phòng ngừa Covid, trại tạm giam chỉ cho thân nhân duy nhất là tôi được mua ký gửi đồ thăm nuôi hàng tháng qua căng tin của trại. Giá bán thì rất cao, nhưng chất lượng thực phẩm thì rất tệ hại. Vẫn theo lời kể của ông Trên, bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Huỳnh Ngọc Trên trong một lần biểu tình. Sau này, khi được gặp ông Trên, bà Hạnh kể, bà hầu như không ăn được thứ đồ ký gửi nào. Chỉ có nước lọc đóng chai và sữa tươi là dùng được. Nhưng mỗi tháng, ông chỉ được gửi cho bà không quá 5 chai nước và 5 hộp sữa. Do thiếu nước uống, bà Hạnh đành phải uống nước bẩn trong bể nước tắm của phòng giam. Ông Trên cho VOA biết, sống hơn một năm trong trại đưa vào người những thức ăn và nước uống dơ bẩn, độc hại, đã đưa đến hậu quả nặng nề mà ngày nay bà Hạnh phải nhận lãnh. Bà Hạnh đã bị ung thư giai đoạn giữa, ông suy luận. Ông cho biết thêm, khi còn ở trong trại tạm giam, bà Hạnh đã hai lần bị nhiễm Covid. Ngoài ra, bệnh trầm cảm có từ trước của bà cũng tăng nặng dần, đến mức có lúc bà tự tử bất thành. Qua báo chí và mạng xã hội, ông Trên bày tỏ rằng ông mong các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước quan tâm đến bà Hạnh để có cách giúp đỡ hữu hiệu hoặc lên tiếng thúc đẩy cho bà được chữa trị nhanh chóng và tốt nhất có thể. Ông cập nhật với VOA rằng vào sáng ngày 25 tháng 1, bà Hạnh đã được các bác sĩ ở Bệnh viện K Hà Nội hội chẩn và buổi chiều cùng ngày đã bắt đầu được xạ trị cuộc đầu tiên. Việc chữa trị sẽ kéo dài trong 3 tháng theo diện ngoại trú, có nghĩa là bà Hạnh vẫn tiếp tục ở tại khoa chữa bệnh bắt buộc của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Mỗi lần xạ trị thì được xe của viện đưa qua Bệnh viện K ở Tân Triều, xong rồi trở về, ông cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh mắc ung thư. Tổng đưa ống ngắm về phía hai Nhật bóp cò. Kết quả Trần Đức Quận rụng. Ngày 24 tháng 1, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, vì liên quan đến những sai phạm ở siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí. Liên quan đến vụ án này, ngày 2 tháng 1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Hình ảnh ông Trần Đức Quận, bí thư Lâm Đồng bị bắt. Ngày 5 tháng 8 năm 2023, ông Tô Ân Sô cũng thông báo ông Nguyễn Cao Trí,
thành viên Hội đồng Trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã bị bắt từ ngày 15 tháng 1 năm 2023 do ông này chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Vụ bắt giữ ông Nguyễn Cao Trí là bởi mở rộng điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và vụ bắt các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là kết quả điều tra những sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí. Trong các thương vụ làm ăn của các đại gia Việt Nam, hầu như ai cũng cần có những bàn tay đỡ đầu của giới quyền thế. Bà Trương Mỹ Lan cũng thế, mà ông Nguyễn Cao Trí cũng vậy. Ban đầu, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt bà Trương Mỹ Lan được xem là để tìm đường đến nhà ông Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật. Tuy nhiên, dù đã về hưu, thế và lực của ông cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quá mạnh. Vì vậy, đến nay, vụ án Trương Mỹ Lan đã sắp hoàn tất hồ sơ điều tra, mà ông Lê Thanh Hải thì vẫn không hề hấn gì. Việc giúp cho Trương Mỹ Lan thâu tóm các khu bất động sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dài, từ khi ông Hải làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến khi ông làm Bí thư Thành ủy, vậy mà không một sai phạm nào dính đến ông Lê Thanh Hải hay sao? Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt, sau đó mới lôi Trần Đức Quận theo. Hồi năm 2018, vụ Thủ Thiêm được Trung ương đẩy lên mặt báo mạnh mẽ. Việc ký quyết định quy hoạch mới thay thế cho quyết định trước đó của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gây ra cảnh dân oan suốt hơn 20 năm ròng rã. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể cho Hai Nhật vào bộ sậu của ông ta vào khám, chỉ vì không tìm ra bản đồ quy hoạch gốc. Ông Hai Nhật đã dùng trò trẻ con này để đối phó, nhưng ông Tổng lại không có cách nào hóa giải. Những tưởng ông Nguyễn Phú Trọng cho tóm Trương Mỹ Lan thì sẽ hạ được Hai Nhật, nhưng cuối cùng Hai Nhật lại chẳng hề hấn gì, mà thay vào đó Trần Đức Quận, bí thư tỉnh Lâm Đồng lại bị ruồng. Những điều này lại làm một lần nữa cho thấy ông Trọng chống tham nhũng không triệt để. Tuy quyền lực của ông Trọng hiện nay là tuyệt đối trong đảng Cộng sản, nhưng không phải ai ông cũng có thể hạ được. Cho đến nay, có ba người mà ông Trọng không thể đụng tới, đó là các ông Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải và Phạm Minh Chính. Năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm đem quân từ Hà Nội vào Sài Gòn để tóm ông Lê Tấn Hùng, em trai của Lê Thanh Hải, mang ra Hà Nội để điều tra. Tuy nhiên, kết quả là ông Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt mới lôi theo Nguyễn Cao Trí. Đến vụ án Trương Mỹ Lan mà ông Tổng vẫn chưa hạ được Hai Nhật, thì không biết đến bao giờ ông Tổng mới đem được ông trùm đất Sài Gòn một thời này vào lò. Sức khỏe của ông Trọng hiện nay đã quá yếu, yếu đến mức phải hủy lịch gặp Tổng thống Đức vào giờ chót trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam gần đây. Vậy xem ra, cuộc đời dựng lò đốt củi lẫy lừng của ông Trọng không thể nào đưa được cả ba thanh củi gọc trên vào lò. Lê Thanh Hải không phải là sai phạm bình thường, mà phải được xem là kẻ đã gây ra tội ác với dân. Trong hơn 20 năm oan ức do bàn tay của ông Hải gây ra, đã có những cái chết vì uất ức, vì bị dồn đến đường cùng. Cho đến hôm nay, kẻ gây ra nỗi oan ngất trời đó vẫn chưa đền tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Tổng đưa ống ngắm về phía Hai Nhật bóp cò, kết quả Trần Đức Quận rụng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo .d.